Dạ không em. Em có ghiền của coi nặng mụn không? Anh cũng sợ cái gì? Em cũng sợ. Sợ da quá quá. Ơi, bạn Giao giỏi ghê. Mẹ là chị ngủ. Mẹ chị ngủ à? Chạy xuống lấy bài kiểm tra này cho mẹ con đi. Mẹ làm đi. Mẹ làm đi. Không đi chị kìa, mụn ít mà không đi. Mụn này giống như mụn viêm da rồi ngươi. Mụn hơn mụn với da thôi mà để chứ đó. Sợ này. Bạn thấy đau không? Không đau đâu chị. Sướng rồi em mà. Mà nước mắt nó chảy chứ má. Chỉ cần mấy cái là chị khó chịu rồi, lo đi làm nha. Hơi bay rảnh không? Nhường cho chị bé nó làm vài hộp rồi về với con thì. Dạ.
mày xâm mặt đây Ngọc. Dạ. Bao nhiêu cái ở đây? Triệu mấy hả chị? Không tắt dùm chị cái.